Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bà hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em một dòng sản phẩm âm ly karaoke, và nó là khá nổi tiếng, đến từ thương hiệu nội địa của Hàn Quốc là Grovoid. Tên model là PA9200A. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà cực kỳ hot ở Trung Quốc, giá rẻ nha anh em. Con này nó sẽ có thiết kế nó rất là đẹp, bắt mắt, cũng ở một chất âm rất là hay. Và con này anh em chơi tốt được với những cặp loa 4 tấc hoặc loa 3 tấc đổ lại. Con này rồi đánh tiếng cho ra rất là hay. Đây mà anh em cùng nhìn xem qua về cái nút chức năng. Đây nó sẽ phân biệt rõ là nút để điều chỉnh về volume tổng, Pro 1, 2, Eco. Phần nó điều chỉnh về phần nghe nhạc anh em. Và các cái nút chức năng mình nói thì nó sẽ in bằng phông chữ tiếng Anh nhưng mà nên em cũng rất là dễ dàng để điều chỉnh. Đây, mình đang cùng xem qua về thông số cấu hình mặt sau. Đây, sản phẩm mình sẽ trang bị cho hệ thống là 4 chặt loa nha anh em. Còn bên đây là các cổng mà anh em mới tín hiệu nghe nhạc. Đây, cổng input là cổng anh em mới tín hiệu nghe nhạc. Đây, input là cổng bên này nha anh em. Còn cổng out và các cổng mà cầu chữ U để cho anh em có thể mà ghép thêm cái vang mà anh em chơi con này như là đẩy một cái pre và nó cực kỳ tốt nha anh em. Còn đây là tem của dòng sản phẩm này. Ôi đồ là PA9200A. Điện ra 220V. Cái này nó sẽ có công suất là 200W anh em. Còn tổng công suất của con này đến tận là 500W anh em à. Rất là kinh khủng khiếp anh em. Đây, con này được sản xuất bởi Grovoid. Hàng chuẩn là Made in Korea nha anh em. Còn về nội thất ở bên trong của âm ly karaoke Grovoid 39200A thì sẽ trang bị ta một tăng phô rất là lớn. Đây, tổng cộng là 4 tụ động nguồn. Và con này sẽ trang bị ta tổng cộng là 4 con sò mắt phép cho anh em. Đây là một cấu hình phải nói là hầu hết trong tất cả dòng sản phẩm karaoke ở phân khúc giá rẻ của Hàn Quốc thì đều trang bị chung rồi nha mà. Và Nhật sẽ để lại cho anh em con này có một mức giá rất là tốt, thì với 3.700.000 đồng. Nếu anh em muốn mua thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc là qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và bây giờ mình sẽ vào nghe bài test âm của con này, mời anh em. Có người con gái trong về đàn áo ấm ra ước mơ không nhiều, mong niềm vui bé đến phương trời xa. Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn áo, một vầng trăng sẽ bóng chia đôi. Người đi mỗi mùa đông đến mang từng cơn gió rét run vai gầy, những ai âm thầm gom đầy nhung nhớ viết nên thành thơ. Áo dệt bằng những dòng lệ yêu dấu, tặng người yêu lạnh giá đêm thâu. Đã thương nhau rồi, mấy ai không ngồi đàn mong từng đó. Mùa đông ai đang áo người đi, mùa đông ai đang tình mong như chim chiều
về có nơi để cho mưa gió đừng lạnh lùng, để em trong bao ngày xa cách đang mong chờ vào chiếc áo mùa đông, cây lá ôm thầm chờ mùa xuân thêm vui, lá rơi mấy mùa là mấy đông em chờ. Và chất âm con này thì mình nghe đánh phải nói là rất là căng và chi tiết, mặc dù hiện tại mình đang chơi với cặp loa lớn nha anh em, thì loa JBL 4 tấc và chiếc kèn thì dùng loa và nó công suất rất là khủng, và mình thấy là con này đánh tiếng ra và nó là rất là hay anh em. Với dòng karaoke anh em có thể mà chuyển được cả mid cho anh em, mà ví dụ như anh em thích nghe tông của ca sĩ cao anh em có thể mà chỉnh sao cho phù hợp với tai của anh em nhất. Rồi anh em thấy sao về tổng quan dòng sản phẩm này thì hãy để lại bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Thực Audio. Nếu thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ những audio nhé. Xin chào và hẹn gặp anh em trong những video tới. Bye.